Hello, xin chào quý vị nha. Đây là kênh YouTube Máy Thiện Nhật, còn mình là Nghiêm. Hôm nay mình mới về một em Yanma 4LM 80 mã lực. Yanma 4LM 80 mã lực này bắt tông 915, trọng lượng khoảng 400kg nha. Hộp số chiền 2.55, số ít 20 luôn, số nhôm luôn, trọng lượng gọn nhẹ. Nước sơn mặc dù có dợp và bay chổi nhưng mình nhặt nước sơn zin sao để cho ăn vậy thôi. Thì nước sơn nó zin nhưng mà không được đẹp, nhưng mà chất lượng nổi tuyệt vời nha. Mọi người chúng luôn, không phơi vừa, không có khói thấm gì cả nha. Vô giải nhiệt sơn nước luôn. Sau đây là tôi biết test nổ của nó. Em nào anh nào cần máy nào thì vui lòng liên hệ số ở bên dưới nha. Đây là những test nổ của nó, hơi cực chuẩn nha. Đây là ống hơi, thằng quả hơi đồ nó nhớt, mình kiểm tra hơi. Số chiền 2.55 nha. Số chiền 2.55. Tới dưới nhẹ nhàng nha nha. Mình thấy cái mã này nó không được đẹp, nhưng mà nước sơn thì mã không được đẹp, nhưng mà chất lượng nổi thì chuẩn. Sau đây mình sẽ đổ xong rồi sơn mới cho anh em luôn nha. Anh em sẽ sơn mới, kết quả sơn mới thế nào cho mình ý kiến dưới nha. Đây là video thực tế thôi. Máy nổ không có quái cắn nha. Bôi giải nhiệt nước luôn. Rất là đẹp. Rồi, nhạc giùm tôi nha.